trong phân bổ leo thường là leo số 1, Đô Hoàng Văn Phúc, đơn vị Đông Anh, Mã Đai Đỏ. Gạc Đô, Đỗ Duy Phong, đơn vị Đại Hát, Mã Đai Xanh. 12 đô vào dưới, nghe chặt tay trống, sai này. Thank you.
múa để tìm những điểm yếu của đối phương. Hiệp thứ nhất 12 đâu ra dưới tạm nghỉ. Sau em vật này thì chúng tôi xin mời đô Lê Duy Tuyến thôn 8 và đô Phạm Tuấn chuẩn bị trang phục.